Thư Minh khen giọng hát tranh cãi của Trần Thành, netizen mỉa mai hết thời nên dựa hơi đàn em. Nhiều lần thể hiện tài năng hát nhưng luôn bị công chúng tranh cãi là giọng hát thảm họa, Trần Thành mới đây vẫn được Thư Minh dành nhiều lời khen có cánh và thậm chí sẽ xuất hiện làm khách mời chương trình ca hát. Mới đây, ca sĩ Thư Minh trở lại với khán giả bằng chương trình Muse It, chứ không phải một show ca nhạc của chính mình. Muse It là chương trình ở đó Thư Minh giữ vai trò host, trò chuyện phỏng vấn và hát cùng các nghệ sĩ khách mời. Trong chương trình vừa có nội dung về đời tư nghệ sĩ, vừa đào sâu âm nhạc. Các ca sĩ được đo quãng giọng, phân tích quãng giọng và nhận xét thẳng thắn về nghề của khách mời. Được biết, 15 nghệ sĩ tham gia series có Trần Thành, Phương Thanh, Đu Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Thảo Trang, Trung Quân, Trúc Nhân, Eric. Trong số 15 khách mời của chương trình, Thư Minh lại mời Trần Thành, một người là MC, diễn viên, chứ không phải ca sĩ như tất cả các khách mời khác. Điều đó dấy lên tin đồn Thư Minh đã qua thời nên dựa hơi Trần Thành để lấy lại hào quang. Đứng trước tin đồn này, Thư Minh nói Trần Thành là một nghệ sĩ tài năng. Tôi mời cậu ấy với tư cách là một người chị hay một đồng nghiệp mến mộ tài năng, đều có lý do riêng. Trước những ý kiến cho rằng cô hết thời làm màu, muốn gây chú ý, Thư Minh rất bình thản cho rằng đó là phản ứng bình thường của thế hệ trẻ, giống như con trai cô, bé gấu ở nhà cũng thường phản ứng với mẹ rằng mẹ chẳng biết gì. Tại đây, Thư Minh cũng thẳng thắn chia sẻ khi được đặt câu hỏi về giọng hát của Trần Thành, đứa ca sĩ cho biết. Mọi người hãy đợi đi, tất nhiên phải có lý do Thư Minh mới mời Trần Thành tham gia dự án này, chưa bàn đến chuyện giọng hát. Nhưng qua nhiều lần gặp gỡ, Thư Minh phải thừa nhận Trần Thành là một nghệ sĩ tài năng. Thư Minh nói thêm, âm nhạc không giới hạn. Trước một bài hát không hợp gu, nếu các bạn chọn cách dùng lời gây tổn thương người khác, tôi tôn trọng vì đó là năng lượng bạn chọn, không phải tôi. Và tôi sẽ không để những lời nói đó ảnh hưởng đến năng lượng của mình. Từ trước đến nay, giọng hát của Trần Thành luôn khiến nhiều khán giả tranh cãi trái chiều. Đa phần cộng đồng mạng đều cho rằng Trần Thành chỉ nên làm MC, chứ không nên ca hát. Trong các chương trình, Trần Thành thị phạm cách hát cho các thí sinh cũng bị đánh giá là cạch cỡm, lố lăng. Khi anh thực chất là một diễn viên, lại đi dạy cho các thí sinh khác về hát. Cách Trần Thành bò nhò trong bài hát còn bị nhận xét là xến và thua xa so với thí sinh mà anh đang thị phạm. Xem xong clip mà ngại thay Trần Thành chỉ nên làm MC thôi, đừng nên đi hát và đừng dạy ai cách hát. Đó là những nhận xét mà khán giả dành cho Trần Thành sau khi clip trên được chú ý trở lại trên mạng xã hội. Bị phản ứng không ít lần về giọng hát của mình, Trần Thành từng chia sẻ trên trang cá nhân, tôi không làm những gì gọi là dở dở ương ương, ví dụ về chuyện lâu lâu tôi cũng buồn, vì nhiều khi mình lên mạng, đọc nhiều comment nói, anh Thành hát ghê quá, dạo này anh Thành thế này thế nọ, quý vị ơi, mình buồn chứ, mình cũng biết chứ, mình đâu phải nói mình hát hay, chưa bao giờ tôi khẳng định lại, chưa bao giờ tôi nói tôi là ca sĩ, chưa bao giờ tôi nói câu đó nha, tôi chỉ là một người yêu âm nhạc và muốn hát, vậy thôi. Về phía Thư Minh tại sự kiện, nữ ca sĩ không chỉ khen Trần Thành mà còn dành nhiều lời khen cho Đàm Vĩnh Hưng. Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng khiến Thư Minh xúc động. Nữ ca sĩ hết lời ca ngợi đàn anh là người có cả tình âm nhạc, giọng hát đặc trưng vô cùng. Tôi phải tập luyện rất nhiều, còn anh Hưng trời sinh đã có, tôi ngưỡng mộ sự máu lửa trong trái tim một người nghệ sĩ như anh. Đội chịu chơi của anh Hưng trong showbiz, nếu nói số ai thì không ai dám nhận số 1, Thư Minh nói về Mr. Đàm. Thư Minh còn chia sẻ thêm, đúng là tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi có thế mạnh là chân thật. Khi tôi thật thì mới có thể mở cửa trái tim. Từ những người bạn khách mời trò chuyện cùng em trên show, tôi cũng là một ca sĩ, nghệ sĩ và trải qua nhiều điều giống các bạn khách mời. Vì thế tôi là một host, dù có giờ đi chăng nữa nhưng được cái thật. Thời điểm này, tôi nghĩ thật là điều giá trị nhất mà chúng ta cần có.